Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sau những ngày tăng cường liên tục xuống nước ta, từ đêm qua tới giờ khối không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu. Gió trên các khu vực biển nước ta vì thế cũng bắt đầu suy yếu và đổi hướng. Khu vực duy nhất trên Biển Đông còn có gió mạnh là khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào cho đến Cà Mau. Với cường độ trong ngày và đêm nay tại đây sẽ duy trì ở mức cấp 6, thậm chí có lúc mạnh tới cấp 7. Vì thế sóng biển vẫn còn cao và là khu vực có biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh sóng cao trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ sẽ còn duy trì từ nay cho đến khoảng sáng 25 tháng 2. Còn với các vùng biển ngoài khơi xa là khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, trong đó có các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong hôm nay, ngày mai, gió Đông Bắc cũng giảm xuống nhanh, mức cấp 4, cấp 5. Tình trạng biển thì ổn định trở lại. Tiếp theo xin mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, không khí lạnh suy yếu trong đêm nay tại vịnh Bắc Bộ, gió sẽ chuyển dần sang hướng đông và ngày mai thì chuyển tiếp sang hướng đông nam với cường độ thì ngày càng có xu hướng giảm dần, hầu như chỉ còn gió ở mức cấp 3. Sóng biển không cao, dao động dưới 1 mét và biển khá êm. Tuy nhiên điều đáng chú ý duy nhất đó chính là hiện tượng sương mù sẽ tái xuất hiện vào khoảng thời gian từ 4 cho đến 8 giờ sáng, khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế, giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Khối không khí lạnh yếu đi trên các vùng biển miền Trung, gió cũng đã và đang giảm nhanh về cường độ. Tại khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, trong đêm nay gió đông bắc vẫn còn hoạt động và chỉ còn mạnh ở mức cấp 4, cấp 5. Sang ngày mai, gió tại đây vẫn còn hướng đông bắc nhưng cường độ thì sẽ giảm xuống là mức cấp 4. Những cơn mưa dông cũng không còn nên tầm nhìn xa sẽ tăng trên 10 km, sóng thấp dưới 2 mét, biển lặng. Dù có vị trí nằm xa hơn về phía nam nhưng khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, vẫn là nơi có cường độ gió đông bắc mạnh và lâu hơn cả. Dự báo trong đêm nay tại đây vẫn còn có gió hoạt động ở mức cấp 6, có lúc mạnh tới cấp 7 và còn có thể kèm theo gió giật cấp 8. Với mức gió như vậy thì sóng sẽ cao từ 3 đến 4 mét khiến cho biển động mạnh. Chuyển sang vùng biển phía tây là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Dự báo trong đêm nay, ngày mai, thậm chí là 2 đến 3 ngày tới, thời tiết tại đây liên tục tốt bởi khu vực này hầu hết duy trì đới gió đông với cường độ khá yếu, phổ biến là cấp 3 nên sóng thấp, biển êm. Mưa rông thì cũng không xuất hiện nên tầm nhìn khá thoáng, hầu hết là trên 10 km. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.